Này này, nay tao bơi được một chút rồi đấy. Thôi, bơi thấy đủ rồi. Về đi cho sớm. Ừ, hãy để tao bảo thay đồ cái đã nhá. Nhanh lên đấy. Chào hai cô em. Biến thái. Chứ sao cô lại đánh tôi? Anh còn ra mồm à? Nãy tôi bơi anh còn nhìn tôi chằm chằm cơ mà. Đến bây giờ anh còn lại. Anh còn tin tôi báo học hay không? Có chuyện gì đấy hai em? Anh ơi, lúc em thay đồ, hắn giở trò với em. Bình tĩnh đây em, để anh xử lý cho. Thôi, thôi anh ạ, lần sau bọn em sẽ cẩn thận hơn. Hôm nay bọn em cảm ơn anh nhá. May cho mày đấy. Cút. Bọn em xin phép về trước ạ. Cảm ơn em, về thôi. Không có gì đâu. Biết là tên hôm trước. Rõ ràng đây là Facebook ảo cơ mà. Chỉ có tên đó thôi. Mặt thì dâm dê, lại còn từ phòng bên cạnh đi ra để cho bọn công an. Thôi, cứ từ từ đã. Tao biết tên Biển Thái là ai rồi. Mày nói đi, là ai? Để tao làm máy test đã. Tin ở tao. Ở đây nói chuyện với anh hôm trước à? Ừ, thấy dây tính đi nói chuyện này. Thế nói chuyện đi, tạo vào thay đồ sống bơm một lúc cho mát. Ngay lần đầu gặp khi đang cãi nhau với anh kia, bạn tôi chưa hề nhắc đến việc bị quay lén mà anh đã biết rồi. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, cho nên hôm nay khi bạn tôi từ phòng thay đồ đi ra, tôi ở đằng xa quan sát. Anh đi từ phía sau đi theo bạn tôi, tay còn cầm chiếc điện thoại, chắc chắn anh đã quay lén bạn tôi. Hơn nữa lúc anh nói chuyện vui vẻ với Phương, tôi đi qua bảo là tôi đi thay đồ trước, mặt của anh bỗng nhiên biến sắc. Cho nên hành vi tống tiền mà quay lén của anh không qua được mắt của tôi đâu. Tôi theo con lên phòng. Không sao rồi.